Một quan chức Israel xác nhận với CNN hôm 15 tháng 4 rằng cuộc họp của nội các chiến tranh Israel đã kết thúc. Các quan chức cho biết nội các chiến tranh Israel đã họp để thảo luận về thời gian và phạm vi đáp trả của tấn công của Iran. Ngoài phản ứng về quân sự, nội các chiến tranh cũng đang cân nhắc các lựa chọn ngoại giao để cô lập hơn nữa Iran trên trường quốc tế. Theo Times of Israel, Channel 12 đưa tin một số phương án đã được thảo luận, trong đó mỗi phương án đều là một cuộc tấn công đáp trả đau đớn nhằm vào Iran nhưng không dẫn đến chiến tranh khu vực. Channel 12 cho biết nội các chiến tranh Israel cũng đang hướng tới việc lựa chọn một phương án đáp trả mà không bị Mỹ ngăn cản. Hai quan chức Israel cho biết, ông Benny Gantz, một thành viên chủ chốt của nội các chiến tranh Israel, đã thúc đẩy việc đáp trả nhanh chóng hơn cuộc tấn công của Iran. Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho đến nay vẫn chưa đưa ra quyết định. Trong khi đó, ông Gantz tin rằng Israel càng trì hoãn hành động, nước này sẽ càng khó nhận được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế trong một cuộc tấn công như vậy. Nhiều quốc gia đã cảnh báo Israel không nên leo thang tình hình hơn nữa bằng biện pháp quân sự. Theo CNN, chính phủ Israel hiểu rằng họ đang nhận được sự ủng hộ và đồng lòng quốc tế từ các đồng minh và không muốn lãng phí điều đó đồng thời chính phủ israel nhận ra rằng họ không thể cho phép cuộc tấn công đầu tiên của iran vào lãnh thổ israel mà không bị đáp trả một quan chức israel cho biết trong số các lựa chọn quân sự được cân nhắc nội các chiến tranh đang xem xét một cuộc tấn công vào một cơ sở của iran nhằm cứ đi một thông điệp tới tehran nhưng tránh gây thương vong Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà trắng John Kirby hôm nay thông báo Tổng thống Joe Biden đang tập trung vào việc ngăn chặn cuộc tấn công của Iran vào Israel chuyển thành một cuộc xung đột toàn khu vực với quy mô lớn hơn. Khi được hỏi Nhà trắng có đưa ra quan điểm là Israel không nên trả đũa hay không, ông Kirby nói rằng điều đó cuối cùng tùy thuộc vào chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Tuy nhiên, Mỹ muốn thấy căng thẳng giảm leo thang. Ông Kibai nói thêm, chúng tôi tôn trọng quá trình ra quyết định có chủ quyền của họ. Điều chúng tôi muốn thấy là giảm leo thang căng thẳng. Chúng tôi không muốn chứng kiến một cuộc chiến tranh rộng hơn. Ngoại trưởng Iran Hossein Amirat Dolahian nói với người đồng cấp Anh hôm 15 tháng 4 rằng Iran không muốn căng thẳng gia tăng, nhưng sẽ đáp trắng ngay lập tức và mạnh mẽ hơn nếu Israel có động thái trả đũa. Iran đã phát động một cuộc tấn công chưa từng có vào Israel với hơn 300 tên lửa và máy bay không người lái tự sát. Động thái này nhằm trả đũa cuộc tấn công mà Iran cáo buộc do Israel tiến hành nhằm vào lãnh sự quán nước này ở Damascus City hồi đầu tháng khiến một sĩ quan quân đội cấp cao của Iran thiệt mạng. IDF tuyên bố đã bắn hại 99% máy bay không người lái và tên lửa của Iran với sự hỗ trợ của Mỹ và các đồng minh. Giới chức Israel cho rằng đây là thành công lớn. Israel cho biết Iran đã phóng khoảng 200 tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và triển khai hơn 100 máy bay không người lái UAV tấn công Israel vào tối ngày 13 tháng 4. Iran đã xác nhận cuộc tập kích này và đây có thể coi là đòn trả đũa của nước này trước việc Đại sứ quán Iran ở Syria bị không kích mà Iran cho là Israel gây ra. Đây là lần đầu tiên Iran tấn công trực tiếp vào Israel từ lãnh thổ Iran. Việc Iran trả đũa Israel khiến các nước đồng minh Israel, trong đó có Mỹ, đã điều khí tài quân sự, gồm tàu chiến và chiến đấu cơ trong khu vực để bảo vệ Israel. Yếu tố quyết định Theo tờ The Telegraph, một yếu tố quan trọng về những gì có thể xảy ra tiếp theo là mức độ mà Israel và các đồng minh có thể đánh chặn tên lửa và UAV Iran nếu chỉ có một số ít tên lửa hoặc uav iran lọt qua hệ thống phòng không của israel và tấn công một số mục tiêu quân sự có thể ở các căn cứ ở phía bắc nơi dân cư thưa thớt và iran cảm thấy trả đũa như vậy là đủ thì nguy cơ bùng lên chiến tranh khu vực sẽ giảm đi còn khi thương vong cho dân thường binh lính cũng như tổn thất về cơ sở hạ tầng lớn thì sẽ làm tăng quy mô phản ứng của israel thêm nữa việc iran phóng tên lửa và uav từ lãnh thổ của mình là một sự leo thang rất nghiêm trọng tuy nhiên việc này cũng sẽ giúp cho israel và các đồng minh có thời gian xác định và đánh chặn Ông Dani Sichinovich, nhà nghiên cứu tại Viện nghiên cứu Hội đồng Đại Tây Dương và đã từng làm việc trong cơ quan tình báo quốc phòng Israel trong 25 năm, cho rằng dù Israel và Mỹ cảnh báo Iran đừng tấn công, nhưng dường như giới lãnh đạo Iran nhận thấy rằng cái giá của việc không tấn công sẽ cao hơn chính cuộc tấn công vì Iran phải khôi phục khả năng gian đe và cân bằng với Israel. Hệ quả phụ thuộc vào kết quả của cuộc tấn công này, giả sử Israel với sự giúp đỡ của Mỹ đánh chặn hầu hết tên lửa và UAV thì có thể sẽ cho phép Israel phản ứng một cách hợp lý để cuộc xung đột hiện tại giữa các nước lắng xuống, ông Sishinovic nhận định. Thở phào nhẹ nhõm được chưa? Ngày 14 tháng 4, lực lượng phòng vệ Israel gọi tắt là IDF cho biết lực lượng này đã chặn được phần lớn tên lửa đạn đạo của Iran bắn vào Israel, theo tờ The Times of Israel theo IDF, các tên lửa này đã bị hệ thống phòng không Adol bắn hạ trước khi chúng tiến vào không phận Israel. IDF cũng cho biết hàng chục UAV và tên lửa hành trình phóng từ Iran cũng bị máy bay chiến đấu bắn hạ. Thông báo của IDF cũng nói rằng đã xác định sơ bộ được một số hậu quả của cuộc tấn công. Một trong số đó xảy ra tại một căn cứ quân sự ở phía nam Israel gây thiệt hại nhỏ về cơ sở hạ tầng như vậy sơ bộ có thể thấy rằng thiệt hại mà cuộc tấn công gây ra không đáng kể điều này có thể khiến israel đưa ra một phản ứng tương tự bao gồm không kích vào các mục tiêu ở iran nằm trong tầm bắn của israel chẳng hạn như các căn cứ quân sự như trụ sở của irgc hoặc các tòa nhà chính phủ vào thời điểm đó hai bên có thể chấm dứt hành động thù địch vì cả hai đều cảm thấy mình đã tỏ rõ thái độ và đã đủ gian đe theo tờ telegraph Bộ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amirat Dolahian hôm 14 tháng 4 cho hay Iran đã thông báo cho các nước láng giềng và đồng minh của Israel là Mỹ trước 72 giờ rằng họ sẽ tiến hành các cuộc tấn công, động thái có thể giúp ngăn chặn phần lớn của tấn công. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng họ đã nói chuyện với Washington và Tehran trước vụ tấn công, đồng thời cho biết đã truyền tải thông điệp với tư cách là bên trung gian nhằm đảm bảo các phản ứng tương xứng. Một nguồn tin ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho hay, Iran cho biết phản ứng này sẽ là phản ứng đáp trả cuộc tấn công của Israel vào đại sứ quán của họ ở Damascus và sẽ không vượt quá điều này. Chúng tôi đã nhận thức được khả năng vụ tấn công diễn ra. Diễn biến này không có gì đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, một quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden phủ nhận tuyên bố của ông Amira Dolahian khi cho rằng Washington đã liên hệ với Iran thông qua bên trung gian Thụy Sĩ nhưng không nhận được thông báo trước 72 giờ. Theo hãng tin Reuters, quan chức này nói, điều đó hoàn toàn không đúng sự thật. Họ không đưa ra thông báo, cũng không đưa ra bất kỳ dấu hiệu nào về việc đây sẽ là mục tiêu. Vì vậy, hãy sơ tán. Quan chức này cho biết, Tehran chỉ gửi cho Mỹ thông điệp sau khi cuộc tấn công bắt đầu và mục đích là có sức tàn phá cao, đồng thời cho rằng Iran đưa ra thông báo để che đậy sự xấu hổ trước thất bại của cuộc tấn công. Tuy nhiên, các quan chức Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan đều khẳng định Iran đưa ra cảnh báo sớm về vụ tấn công vào tuần trước. Hai nguồn tin của Iraq bao gồm một cố vấn an ninh chính phủ và một quan chức an ninh cho biết, Iran đã sử dụng các kênh ngoại giao để thông báo cho Baghdad về vụ tấn công ít nhất 3 ngày trước khi nó xảy ra. Thời điểm chính xác về cuộc tấn công không được tiết lộ vào thời điểm đó, nhưng việc thông báo vài giờ trước cuộc tấn công cho phép Baghdad đóng cửa không phận và tránh tai nạn chết người. Trong diễn biến liên quan, lãnh đạo các nước G7 đã lên án cuộc tấn công của Iran và tuyên bố sẽ nỗ lực ngăn chặn sự leo thang không thể kiểm soát trong khu vực ở Trung Đông. Trong cuộc họp trực tuyến hôm 14 tháng 4, nhà lãnh đạo G7 kêu gọi Iran kiềm chế. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 14 tháng 4 đã họp khẩn sau khi Iran dùng máy bay không người lái UAV và tên lửa tập kích lãnh thổ Israel dạng sáng cùng ngày. Phát biểu tại cuộc họp, ông Guterres nói với các thành viên Hội đồng Bảo an rằng hiến trương Liên Hợp Quốc cấm việc sử dụng vũ lực chống lại sự toàn vẹn lãnh thổ hoặc độc lập chính trị của bất kỳ quốc gia nào lãnh đạo Liên Hợp Quốc cũng lên án việc Iran tấn công Israel. Teuters dẫn lời ông Guterres nhấn mạnh Trung Đông đang trên bờ vực, người dân trong khu vực đang đối mặt với nguy cơ thực sự của một cuộc xung đột toàn diện toàn khốc. Bây giờ là lúc để xoa dịu và xuống thang. Phó đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Robert Good kêu gọi toàn bộ 15 nước thành viên của Hội đồng Bảo an lên án vụ tấn công của Iran. Ông Good nói nhưng không cung cấp thêm thông tin cụ thể. Trong những ngày tới và với sự tham vấn của các quốc gia thành viên khác, Mỹ sẽ xem xét các biện pháp bổ sung để buộc Iran phải chịu trách nhiệm tại Liên hợp quốc. Hãy để tôi nói rõ rằng nếu Iran hoặc các lực lượng ủy nhiệm của họ có hành động chống lại Mỹ hoặc có thêm hành động chống lại Israel, Iran sẽ phải chịu trách nhiệm Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc, Amirasat Idavani, quả quyết hành động của đất nước ông là cần thiết và phù hợp. Quan chức này cho biết dù Tehran không tìm cách leo thang hay tìm kiếm chiến tranh trong khu vực và không có ý định dính líu đến xung đột với Mỹ, nhưng họ có quyền tự vệ. Đại sứ Iran khuyên cáo nếu Mỹ bắt đầu các hoạt động quân sự chống lại Iran, các công dân hoặc an ninh và lợi ích của đất nước Iran sẽ sử dụng quyền vốn có của mình để đáp trả một cách tương xứng. Trong khi đó, đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Gilad Edan cáo buộc Iran vi phạm luật pháp quốc tế. Tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an, nhà ngoại giao này đã cho phát một đoạn video quay cảnh Israel đang bắn chặn UAV của Iran ngay phía trên khu nhà thờ Hồi giáo al ở Jerusalem, một trong những địa điểm linh thiêng nhất của đạo hồi. Ông Edan thúc giục Hội đồng Bảo an lên án Tehran áp dụng lại các biện pháp trừng phạt và coi quân đoàn vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, gọi tắt là IRGC, là một tổ chức khủng bố.